lên nào, ngôi nhà của mình thật là hạnh phúc nha. Con mong đại dịch Covid sẽ nhanh qua để bố về với ba mẹ con ạ. Học rất vui. Hỗ trợ cho tất cả các bạn nhỏ cũng như là mang một chút niềm vui cho tất cả các bạn nhỏ khi có phụ huynh đang tham gia trong tuyến đầu chống dịch Covid. Cảm nhận được đặc giá trị khi mà được phụng sự và cống hiến thì Tiền cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc, và mình cần phải làm một cái việc gì đó cùng với tất cả thầy cô của hệ thống Super Brand Việt Nam để tạo nên một cái giá trị to lớn dành tặng cho các con của y bác sĩ. Thầy Trạng có cơ hội lan tỏa một cái phần giá trị của mình đến tất cả các bạn nhỏ. Cùng với đó, thầy Trạng có thể thể hiện lòng biết ơn của mình đến với đội ngũ y bác sĩ mà đã hy sinh thời gian, hy sinh gia đình, hy sinh sức khỏe của mình để bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Đó chính là cô Thảo muốn có một phần công sức nho nhỏ để hỗ trợ cho ba mẹ, những người mà là những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch ngày đêm. Họ đã rất là vất vả rồi, cho nên cô Thảo rất là muốn có thể hỗ trợ họ, giúp đỡ cho con của họ phát triển hơn để họ có thể yên tâm ở tuyến đầu chống dịch. Cũng làm quen được với rất là nhiều tất cả các bạn ở mọi miền đất nước, từ Bắc vào Nam luôn. Mình được hiện thực hóa cái mong ước của mình, được đồng hành cùng với một chương trình và với Super Brand Việt Nam, trao giá trị cho rất nhiều con trẻ. Sự cho đi, vui và sự phát triển của tất cả các bạn nhỏ. Hạnh phúc khi nhìn thấy các con tiến bộ hơn mỗi ngày. Yêu thương bản thân mình nhiều hơn, yêu thương thầy cô của hệ thống Super Brand nhiều hơn. Tại vì mình được gắn kết với tất cả các thầy cô của hệ thống Super Brand để tạo nên một cái chương trình giá trị này. Thì cảm thấy mình đoàn kết hơn, mình kết nối được tất cả các thầy cô của hệ thống Super Brand. Nếu mà ba đi chống dịch thì có mẹ ở nhà, và thầy Linh nhìn thấy được những cái hình ảnh cuối giờ, đó là những cái nụ hôn, những cái tình cảm mà gia đình quây quần bên nhau và trao cho nhau rất là tuyệt vời. Và đó cũng là một trong những cái khoảnh khắc mà thầy Linh đã ghi lại được, đó chính là sự yêu thương, cái sự tin tưởng của những cái anh chị bác sĩ. Và đặc biệt hơn nữa là mình cảm thấy rất là hạnh phúc, những cái giá trị hạnh phúc khi mà mình được tiếp xúc với các bạn. Dù là ở xa ba mẹ nhưng mà các con vẫn giữ một cái tinh thần rất là tốt. Thầy Trạng có đọc được những cái dòng thư, những dòng tin nhắn mà các bạn nhỏ gửi đến ba mẹ mình. Và khi thầy Trạng đọc một cái điều đó, thầy Trạng cảm thấy mình rất là xúc động luôn, mình rất là cảm động luôn, mình rất là biết ơn vì những điều mà ba mẹ của các con đã làm được. Và thầy Trạng rất là vui, và thầy Trạng thấy mình có mặt tại đây, tại thời điểm này cùng với các con là một điều hết sức là tuyệt vời. Cô Hà muốn chia sẻ cảm xúc của mình về dự án bằng hai từ, đó là chia sẻ. Hai từ mà nói lên cảm xúc của cô Thảo khi tham gia dự án đó chính là ấm áp. Hai từ biết ơn. Tuyệt vời. Hạnh phúc.